Chào bạn. Chào bạn. Bữa nay bọn mình sẽ quay clip về Free Fire nha bạn. Nhà bọn mình đi vô cổng chơi nha. Kiếm phòng đi. Giờ mình mời Tiểu Cường, Vũ Hanh nè. Người vô rồi. Bắn một máy rồi. Đâu rồi, da đen đâu rồi ta? Có 11 đứa chơi à. Thấy lô bự trò nó, 11 đứa chơi. Nha. Giờ đen tao kỳ vọng như mày đó nha. Trời, em bắn giết bốt thằng này cũng được nữa. Anh da đen đâu ở đâu vậy? Em xin cái sọ anh được không? À, em thấy anh da đen rồi nha. Không chào cô anh. Vũ Hanh chết luôn rồi. Vũ Hanh bị ai giết rồi? Vũ Hanh nè, rồi Tiểu Cường với A Đại chết luôn rồi các bạn ơi. Chơi có một máu à, mày nó cho núm 200. Không, tôi còn sống. Còn Quang nữa, Quang nằm đâu mày? Quang nằm đâu, lấy solo Quang. Đang chạy lại nè. Tao đang chạy tới này, da đen ơi. Hôm nay tao tới sẽ tông mày văng vách luôn nè. Phúc ơi Phúc. Lại bạn cũng chờ đi. Thấy tao ngầu chưa? Rồi, thấy rồi. Đây. Mày chỉ cần khơi khơi, tao làm chút nhé. Ê, từ từ mày, ai chơi xe. Thằng cao lửa. Xuống xe mày. Nhìn xuống. À, tao đuối. Nhìn nhẹ. Tao nhìn nhẹ thôi. Chết nhẹ thôi Phúc ơi. Yeah. Giết đường Quang rồi, ngon rồi. Dồn Phúc da đen này lẹo quá các bạn ơi. Chưa kịp bắn nữa lỡ bắn mình chết rồi. Và đây là cuộc chiến của Phúc da đen và cái thằng bắt giật. À, FK hả? Cái thằng này nó đang là nằm trong cái tư thế là nó đón mày tới để nó bắn lén đó hả da đen? Bởi vì đây là cái cuộc chiến một máu cho nên chỉ cần trúng một viên đạn. Rồi, da đen đã giết được nó rồi. Yeah. Quang này tuổi tép nó cũng bắn với mình đó các bạn. Dạ, bắn lén da đen hả mày? Bắn da đen và cái kết. Shop anh Vinh có bán ạc nè, Free Fire Liên Quân với Bitchy nữa các bạn nhớ. Ủng hộ anh Vinh nha. Shop TonyTV.vn nha các bạn. Giờ bọn mình sẽ chơi thêm một trận nữa nha các bạn. Trận này là cận chiến chém lộn mà. Nãy là bắn lộn nha các bạn. Da đen. Cái đầu anh sẽ nhờ cái đầu của mày. Thôi trên đây bạn lộn bắn. Mày đậm chi chết không quan. Mình với Tiểu Cường sẽ tay mất với nhau và lóc mở con đại này nha các bạn. Ok, nóng xem. Mình là không có cần tìm với ai chứ. Bạn gặp ai là giết người đó à. Nè, bạn coi nè. Nè, nó hát kìa. Nó kìa. Kìa. Từ. Kìa. Nè, mình sẽ nhảy vô nhà cho bạn coi nè. Kìa, nó hát luôn kìa các bạn. Nó không nhảy qua luôn. Nó hát xuyên tượng nghe các bạn. Có người ấn súng cái quyền. Kìa. Nó xuyên tường nghe bạn, mình chơi không lại mình chạy thôi. Ở đâu? Không, lại không. Tôi nè. Rồi xong luôn. Cái gì vậy trời? Súng kìa, nó bắn súng luôn kìa. Không, tao mày chỉ cho tao né nó coi. Giờ mày chơi không? Mày chơi với tao không? Chơi mày, vô đây. Rồi em chết luôn rồi. Còn mình em nè. Thằng mày không lo chém hàng có rồi luôn. Tự giao mày. Rồi ơi, chút xíu nữa là nó yếu lắm rồi các bạn ơi. Team mình còn có thằng Tiểu Cường à. Tiểu Cường. Tiểu Cường nó tèo nè các bạn. Nó đi bên kia kìa. Tiểu Cường. Kìa. Không phải đó. Thằng này nè. Nè con, hãy nghĩ đây nè con. Thấy không? Nó yếu lắm rồi. Giết nó con luôn Cường. Hay quá Cường ơi. Sao chết rồi Cường ơi. Nó mấy máu à. Gượng nó Cường ơi. Nó hết máu không mày Cường. Tao còn 200. Hay quá Cường ơi. Hay quá. Làm sao thấy luôn Cường ơi. Hết đạn hả? Hết đạn rồi. Lạo. Mình sẽ điệu. Nó nhân nhật Adam á. Mà áo. Mình còn bỏ chạy. Ê, móc cái súng thật lạ lắm. Lão dám mua lão đi chú Cường hả con? Lấy súng ngặt hè đó. Vâng, và hiện tại là còn 6 thành viên nữa. Đợi anh Tiểu Cường. Liệu anh Tiểu Cường có thể hạ gục được các thành viên đó hay không? Hay là anh Tiểu Cường sẽ bị bọn họ hạ gục? Nếu các bạn thấy video này hãy cho một like, mình share và nhớ kiếm hộ kênh nha. Bye. Chúc các bạn xem video vui vẻ.